Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình là Biosagi. Thì hôm nay mình sẽ đánh Cassidy theo một bạn yêu cầu, hình như không phải một bạn đâu mà rất nhiều bạn luôn rồi. Kêu mình đánh Cassidy mid. Đấy, thì hôm nay mình quất luôn, mình đang mod skin Cassidy siêu phẩm cam. Nhìn khá là đẹp hơn anh em. Nhìn skin này khá là chất luôn. Mình nói thiệt, mình đánh Cassidy này hình như là đây là lần thứ hai rồi. Lần thứ hai mình đánh con Cassidy nên anh em thấy mình đánh ngu thì cũng bỏ qua nha. Và nếu anh em thích video này thì hãy nhớ lại bỏ lại cho mình một like, một share và một subscribe anh em. Đấy, đó là cái động lực lớn nhất cho mình làm video. Ấy farm khá là nuột, dù hụt hết ba con mẹ luôn. Này, lướt không mày. Chè nó mang thiêu đốt là mình phải cẩn thận. Giờ nó tốc biển là nó quỳ nó thiêu đốt thì mình cũng chết thôi. Vô tốc biến. Đấy, mình ăn. Shit. Má, thở như con chó mà cũng chết. Nãy nó mang. Nãy mình tưởng mà mình lên cấp 3, mình hồi máu luôn, ai ngờ không lên. Cuộc đời vẫn chỉ là cuộc đời, vẫn nhỏ như shit. Rồi boss mình thua rồi, mấy boss ghê vậy đó. Mình đang nói chung với bên Okami. Nên anh em nào muốn xem kênh nó thì hãy qua kênh nó xem nha. Đấy, tên nó là Bin Okami. Nó chơi cho gắt rừng, rất là ngu người. Anh niên mang đi rừng mà mang trừng phạt. Hush. Ghê. Ơi, chóp cái chuối. Mình cứ lên lên đây. Thôi rừng lên gan rồi mình lên cũng không. Ê, rừng này. Bê. Từ. Ồ, nó trừng phạt nó ăn cua luôn. Là như chó. Ôi, mình né này thì thanh niên định quy à, đâu dễ cưng. Đứng lên vào ba rồi. Họ tóc chết luôn á, thằng gà này. Mình đang đánh chung với tóc và rừng nha, nên mình có thể chửi. Ok. Chiêu E này là nó tích theo những cái skill mà mình dùng ở trong cái phạm vi gần này, hình như là xài vài skill này, nó mới cho mình xài skill E sao á, mình cũng không rõ nữa. Nhường á mày, nửa cây ngay thằng chó. Nể lóc. Con này mình lên được cái xíu đột phép là thằng Yusu nó tuổi mình ké luôn. Tao mắc quỳ luôn. Chọt không mày. Này thì chọt, nể lóc. Họ nó lóc trúng luôn rồi, này thì lóc trúng bằng chỗ băng phát thối mồm luôn. Họ nó lúc khó chịu chứ anh em, thiệt luôn á. Mình đánh con này để ghè rồi, còn gặp con Yesu nữa. Lướt lên. Cái chui con này có câm lặng nên khi nào nó định ăn tim mình chỉ cần câm lặng một cái này. Tuổi gì? Ê, rừng cái. Vô đây man. Anh cân hai. Sủa này, vô đây. Nỉ lóc. Ồ, không được rồi. Quy trúng hộ luôn. E nữa nè. Chia tốn 60 mana. Trong khi đó chủ đúp nó không tốn mana nào. Khác biệt quá. Giờ mình xài chủ đúp mình phan quá luôn chứ. Chủ đúp là boost lên chặt một cái nè. Đấy. Mình sẽ tăng mắt đúp luôn. Vì chủ đúp khá là mạnh và không tốn mana nữa. Ê. Lướt đi con trai. Lướt đen trai mình farm đến level 6 rồi mình về luôn. Farm đến level 6 mình về, mình farm bằng giấy số luôn. Thua chỉ hai con thôi, cũng khá là tốt rồi. Hôm nay rồi sao gắng, về ơi. Đừng. Mà đang mua đích tích tiền về mua đồ á. Đậu vũ quái ra nữa nhá. Đó tin được. Lướt đi con, tao mà lên được đồ mày đừng có hỏi vì sao mày câm lặng là tức chết. Lướt không mày, lướt này này chẳng thường gió, phải cái chẳng thường gió. Con tì, chờ, mù mắt nhau rồi bên à. Họ top, chờ không bê, what the fuck. Mình nên đánh chung với thanh niên top và thanh niên rừng luôn,
thành công ba vâng rừng rừng phút thứ bảy không có một cái hỗ trợ luôn. Rừng rừng găng rất là tích cực, bị bắt trong rừng rồi. Xu lên level 16. Ủa lỗi hả? Nãy mình đã thấy chó gắt nó quy mà Giê-xu không bị hất tung, đúng là con ông cháu che, không có gì để ngăn cản. Chó gắt chưa có rờ mà vẫn hổ báo như thường. Lee Sin cắm mắt lên trừng phạt, quy chúng nào. Ui, do thằng Lee Sin ghè chứ không phải do chó gắt hay đâu anh em. Mình đã gần lên level 6 rồi, lên level 6 là mình giết thằng Giê-xu luôn nè. Lướt không mày, chích che. Rồi lên level 6, lên level 6. Quá nhiều quá, sao mà lên này. Họ dùng mọi chiêu rờ farm luôn. Vô nè, vô nè. Vô luôn. Tao có nè. Vũ nó. Xuống bố nó băng trụ rồi đây nè, chờ nó đá quy chúng mày chết nha. Quy chúng mày chết đó. Đó. Ok, mình cướp được combo lưu xong rồi giết nó luôn. Quá đẻ anh em. Mặc dù mình tốn cái flash rồi nhưng mà mình hy sinh cái flash về cái thiêu đốt để ăn nó, còn không gì là lỗ. Mình sẽ lên găng top vì top khá là thọt. Không bê, không có tin được. Không bê. Lên nè. I come in rồi, nó có mắt hả? Lên luôn. Đắp đi này. Rồi xong rồi. Cho cái cây nó chạy rồi, đậu không mê. Rồi kê ít này rồi giết luôn câm lặng rồi chạy đâu. Lấy được cái à này sẵn đi anh ti cho cái ít nuột vậy. Giờ rừng lên đó ủa gì vậy hả vậy. Rồi lên lên luôn mình là 3-1-1 rồi. Rồi thằng đứng ra farm giùm mình luôn, phải đá thiệt farm 3-4 con đơn biến mày. Biến ra. Đậu xanh. Đơn. Farm hụt ráng farm nữa. Rồi mới nói rừng lên mà không nghe luôn ấy. Vãi thiệt. Xuống ngăn bót. Chuối không. Không biết thằng bỏ nó kéo chúng nó không kéo chúng thì mình cũng chịu rồi. Lên đi, đi găng biến về. Chấm hỏi luôn. Đó. Ok, tuyệt vời. Xuống găng lấy một mạng, lấy lợi thế là cho bót ngay. Không có nhơn đâu. Giê-xu xuống rồi. Phải mắt của tao quá. Ồ đã không phải mắt luôn. Chắc cái nhà. Lách cái quy liền. Này nhường. Biết cách sinh luôn. Mình mặc dù mình chơi cái con này con cách sinh này mới có 2 lần thôi mà đánh khá là nuột hơn. Đẻ hơn. Con này mạnh quá, trận này mình test nó mới được. Trận này mình luyện nó mới được. Solo. Ôi phải nói là mắc mạnh luôn. Thằng nào đánh là nữa, nào nữa. Đây anh cân luôn sao em? Sao em? Trời ơi tóc 1 năm. À, nãy mà không kê ít cái mạng kia là giờ 0 năm rồi. Lên kẹp rồi chết luôn. Kẹp lấy số. Mẹ bỏ mẹ ghê mày binh à. Phải rồi. Được không? Tính dụ nó tóc biến sao mà kẹp mẹ. Trời, phải thiệt. Nó chạy được luôn rồi. Tính được. Phải thiệt. Mấy rừng ngu à lờ. Mấy rừng ngu. Quên giúp tao cho. Lên này. Lên này. Vũ vô. Để tay xô hả? Kẹp không?
Cái... chơi chú Pedro. Rồi, chú Pedro. Đây, 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 đây. Đừng. Cát. Ý. Tôi đốt luôn. Dở à. Đây, 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 ok. Lên đây. Chuối, chuối. Thôi, rồi, rồi, giết này trước. Thôi, vô, vô này, vô này, vô này. Ồ, thằng này. Này nó chơi đâu rồi? Thằng này nó chơi đâu rồi? Thằng này nó chơi đâu rồi? Đó, nó đâu? Bên. Nó đâu rồi, nó đâu rồi? Ồ, nó rồi, nó rồi. Bắn ăn chủ luôn rồi, rồi, rồi. Rồi luôn. Rồi luôn, rồi, rồi. Đấy, băng chủ khá nô. Ok, ok. Họ bê chủ đầu tiên luôn này, đầu tiên luôn. 8-1, mắt xanh luôn. Đồ, 1-5 thì cơ. Rồi, hết, hết quá, hết quá. Giết luôn này này. Thôi, rồi, đậu từ từ. Rê. Hết mana rồi. Ủa này kẹp. Này kẹp mấy con bờ lưu ký gì không ta? Ủa. Bẻ vãi gánh cục cưng. Ê ê chú 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 chú. Ồ ba mẹ đoán hai á. Thôi về. Anh hai cái ăn chỗ đầu luôn rồi. Ở khỏi khỏi. Ừ. Ngãi lên thằng ăn lên rồi về. Để tí lên găng rồi bê trộn nữa. Đồ. Và lờ. Lúc mình cần rừng ra deep mít thì nó lại đi ăn rừng cho. Rồi hết. Thật quá rồi, ăn rồng, ăn rồng rồi. Rồng kẹp đường số. Mới kẹp rồi. Vãi. Tất cả những con quái đều là quái đó. Tất cả những con lính đều là quái. Thằng ơi, dây xui đâu rồi ta? Đã thấy nhau đó. Không, từ chơi cái chục lần. Thằng dây xui đâu rồi? Đang cần bình thằng dây xua. Cứu chủ, cứu chủ. Lo này, lo này, lo này. Lo nè. Lo này sao mất được? Đang ở lên top rồi. Sao mất được, sao mất được, sao mất được. Vậy thì mất. Vậy thì mất. Này thì mất. Này thì mất. Này thì mất. Mất hả? Mất hả? Mất, mất nè. Mất, mất cỡ. Này thì mất rồi. Nhờn. Để ta vô đâu mấy ok ok. Trời mấy rừng ốc chó. Một rừng một tay. Vậy đấy. Rồi phải lòi luôn. Thằng mít đúng gánh tim luôn á. Nó nãy giờ mày nghĩ đi. Giờ anh em nghĩ đi, nó không có thằng mít. Giờ nó không có mít RAM thì sao mà ấy được đúng không? Rồi giờ 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 bất kè, cân ha luôn. Thôi, vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây. Phá hộ bố mạng mắt. Mình cắm mắt đây không đều dám phá luôn. Vậy đấy. Hồi xuống găng bót một tí. Xuống găng bót tí, ủa. Sao bót cái tự xanh lại luôn rồi. Top 1 năm này vẫn sủa như thiệt. Rừng thì 1-2. Thanh niên top đang có đang lên rìu team match chứ tốc độ đánh hay sao. Đậu xanh. Lên đồ lại phải chúa. Chủ. Chủ Shureki sợ mấy ơi. Ồ cân 2 luôn. Cân 2 luôn. Yeah. Rồi chích bè, chích bè, chích bè. Ê, rồi cũng được rồi. Để mình là cố gắng mình là giết Yasuo quá, mình không lấy được cái lốc. 11-2. Phải mình khá là ngu người nhưng mà vẫn xanh. Rồi lên Realty Mark kìa vãi, mấy nó chậm rồi. Trời ơi, trời. Giết luôn, giết luôn, giết luôn. Nhòn, nhòn. Cái. Rồi xong rồi, về luôn ơi. Còn tóc biển không? Tầm dưới rồi, về luôn. Trò lại
À, thằng này nó vẫn nó bơi trụ luôn, nó không cho cứu luôn. Rồi là họ ra lên là họ thằng rực nó lại ra mít chấm hỏi luôn, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi luôn. À, phải đây rừng ốc chó, rừng ốc chó chết, rừng ốc chó được chưa, nỉ lóc nỉ lóc nỉ lóc, họ đã không lóc luôn mấy thằng nổi lầy. Bê bê kê men, trời ơi, để nó bị lóc con ti hoài. Thôi mình sẽ lên cái đồng hồ két luôn, thôi hay là mình lên cái quỷ thư. What the mé cái rờ kìa, trời cái rờ. Chúng ơi, chúng ơi, chúng ơi. Rồi lên cái quỷ thư để lấy và giảm thời gian hồi chiêu. Mình có 10% giảm thời gian hồi chiêu nên chiêu rờ hồi mắc lâu luôn. Gần 4 giây mới hồi được cái chiêu rờ. Để bà lưu cái tay nha mày. Để bà lưu đó nào. Không? Mày ăn đi, lấy cái tốc độ chạy. Ủa này nuốt rồng rồi nè. Đừng đang thọ lắm á, mới có 12 mạng à. Đậu mày kìa, cái ế tợ đậu xanh. Ê đi mấy thằng mít đi chung đi tìm mình cái xịt tôi là hơi bị bé đạo luôn. Dưới luôn lóc mày, lướt hư dễ rồng chi hỏi hư dễ quên nhớ nó lẹ được mà nó cũng lên quái mà né liền à. Ok. Ô, máy ra anh ơi vô đứng làm cái gì? Cười nè. Kết hả? Tụi leo ăn. Đù. Đừng kết nữa. Ổng. Trời ơi, mấy đánh nó biết rồi sao? Bỏ bỏ. Bật đi, bật đi. Đưa. Cười. Ờ giết anh giết chưa nào. Ok mày chưa coi giết nhòn mày điên rồi ba đẻ luôn giết thằng nồi. Thằng nồi cho em con này đi. Này. Vô kế. Được. Giúp cho. Để con giữ rồi đâu rồi. Gần hết rồi, giờ này hết luôn nè, mày nhìn đi. Giờ giúp cho. Giờ ai rồi ăn. Nào ăn được ăn nha. Đừng rồi nha. Tuổi gì dồn đêm. Giờ ơi. Ê. Trời ơi má đời ở rồi kẻ luôn. Vậy đái. Nó bị giờ kệ bè nó. Mày ơi. Con mắt mày vẫn vô. Cắm tiếp. Giờ bây giờ. Vậy, thôi về, về. Rồi. Rồi. Không bóp cái này, xuống bóp này. Bóp quên. Lẹ đi. Nhìn phạt mẹ đi. Rồi xuống rồi. Ta xuống luôn nè. Giết nó rồi. Chưa rồi.
Dữ rồi. Chạy. Núp vô xong rồi. Chạy hộ. Mấy chủ trước đi. Hồi xong, ngu người luôn. Ôi. Em xuống đây. Xuống đây. Vãi thấy rồi xong rồi lướt vô dính luôn à. Vời là. Ăn chủ không? Mẫu ơi bông mẫu. Ê nó vô. Đó, nhìn cái hút vô luôn. Ai giữ lý này? Biết nữa. Họ bắn ăn chủ bánh tròn, ăn quái nữa. Bắn luôn. Kéo rồi. Trò. Rồi. Lẹ bên. Vô. Ừ, ăn chủ quá. Mày mất còn nửa cây rồi. Anh hai đánh cái kia để món lại. Giết nó, nghèo. U. Vô anh. Kia vợ vậy. Đá luôn rồi. Đó, đi chứ. Đúng nhanh luôn. Đúng nhanh luôn. Ê. Trời ơi. Này coi. Coi một cái combo này chết nè. Coi đến hồi à. Hồi. À quanh phải sư giả. Đó, té mốt. Cứu. Đục hà bé đục. Thôi dễ. Bùm. Vô. Ê cứu. Ú. Ngu. Để liên tục làm công, tôi nói tôi gắn mẹ. Ồ dạ dạ. Hồ máu em mất luôn rồi, ghê vậy. Mua cái đồng hồ két à? Trời rất mạnh lắm, chạy. Gió em mất luôn. Mày chết đi. Em ơi. Nè thả rồi nè, hả? Đó, chạy. Con vô nè. Đó. Chí vãi. Ngồi chết luôn. Ồ thế nên là đi két blue mới vãi á. Ồ mà sao có lít đâu. Rồi lờ. Thanh niên không nhường con blue luôn. Thôi. Ồ, xuống bót chơi tiếp, xuống bót chơi tiếp. Ồ, chuối bót kìa. Ê, chuối, rồi nó né được cái E rồi. Không xì lâu được rồi. Ồ, một, nhờn. Giờ một chiêu R 800 mana, what the fuck. Đợi hồi rồi đấy, xong rồi mới xài lại. Ê chuối rồi, thấy không? Ồ nó chạy về luôn, thấy nó chạy về luôn á. Ồ chuối rồi. Nào cứu. Em không im. Né liền. Double kill. Rồi nó cho. Thấy mèo cà tính chiếm mẹ vậy. Đâu đâu sao? Con đánh nè. Mà làm hỏi nè. Thấy giờ đánh mèo cà tính chiếm mẹ. Chưa. Con nè. Để nó ra bên. Đánh ra bên. Thấy không? Đã đánh không? Đập chiếm mẹ nào. Hỏi chiếm mẹ không? Từ chưa thấy chiếm mẹ. Thấy không? Chậm quá, đập bốt. Dịch động quá luôn không? Chui. Bắn. Rồi. Trời. Chạy rồi mà chạy. Thanh niên chạy rồi. Tao biết hồi máu luôn kinh như. Rồi, bé toàn vợ. Thôi rồi nè. Vô nè. Rồi. Bót rồi. Sao quá đâu đãi. Bót nè. Bót nè. Rồng ra kẹm rồng nè. Ê cứu à, nào cứu à. Ngu chết đi. Đây kẹm rồng đi. Kẹm rồng. Này nấp đi. Con bay đi ăn rồng. Đứng này tao nhảy đi. Vô. Rồi tao chạy đây. Dạ. Yeah. Đi ăn rồng rồi. Ờ xong ngu người luôn rồi, đậu. Giờ mới lên được cái đồng hồ két.
anh xếp đúng trời yếu ơi, luôn. Nó điên vậy? Đúng yếu luôn. Chưa kịp đánh luôn nó đứng yên luôn. Tao gần lên được cái tay nó. Ồ, thấy hai ba mạng chết bốn à. Niên này đi còn đang điên rồng vậy á. Kẹp đó, rồi. Bên đây kẹp rồi giờ sao? Giờ nhớ bên đây kẹp đứng. Đứng chơi. Đứng chơi rồng bám. Ê ơi. Rồi, chưa sao mà chết được. Chết rồng không? Chấm hỏi luôn. Được. Mẹ. Ok. Chạy đâu? Ông làm gì thế? Ông làm gì má vậy không? Trời ơi yếu. Tại tay đứng ngay ngay cho mẹ tay. Mua đồ. Thôi mình mua cái mũ phù thủy luôn. Anh tao rồi. Để đầu. Hồi sinh ra ăn con Baron này bên. À, mất mẹ nào, không cần được cây được rồi. Đầu kia chưa cần được đâu. Nó cá đi chứ mẹ thuốc rồi luôn. Ủa nút mẹ, nút con gì ra nãy em nút bạn mình nút lớn nữa. Trời ơi, giờ chưa rồi một lần 800 phép 800 mana xong rồi sẵn cái nữa là 1600. Này vô đây. Tóm mày nè ơi. Ôi chuối kì. Trời ơi. Tóc biến mới chịu vô. Đó. Tóc biến ra đây. Giờ đi nút để thôi, không đem nữa, nút để. Tóp luôn bên. Thì lên tóp chơi chung mới vui, tích số làm gì? Trời nó to rồi. Sao mới có 7 số rồi? Nãy giờ đâu em đủ gì không? Mắt yếu. Để đi nút để thôi. Đợi. Tối vậy. Trời ơi. Phải lòng. Ok. Ý. Ý. Trời ơi. Trời ơi bố ơi luôn. Thấy rồi đó. Rồi đừng biết rồi. Mày nói đèn đứng biết thêm không biết tại sao. Ê. Có một cuộc bỏ bay tới. Chỗ nào chỗ không? Không tới. Xui. Sao bay vậy? Đúp á. Mấy xui. Dây. Bê bê ở chỗ à. Con cua này về đây cái quy thứ 2 lần. Đánh nhanh đi. Không cái đập cái chim mẹ nó là nó lấy cái đầu nó đập vô nè. Cái đầu nó đập xuống ngoái đó. Đầu. Ê giờ. Động quá. Chấm hỏi liền, tính cái chấm hỏi liền. À nó tâm hồn rồi. Đó một em đi. Ngáo. Từ đầu. Ê cứu. Cứu. Trời. Xong chết luôn. Trời chết luôn, ghê. Full đồ nè, 700 phép rồi. Giờ chiêu rờ, một chiêu rờ nè. Trời ơi, gần 5, 300, gần 4, gần 400 phép mà mỗi lần sao chiêu rờ lại cộng thêm hơn 100 phép. Tao 200 đem nè. Đồ. Một phần 4 máu tới rồi đánh. Đi 4 thêm máu nè. Tổng cộng tất cả những con mà mình đánh được á, không phải là tướng á, chỉ là 6, tối nay là 6 thôi. Giờ mày phải đi cặp cặp người. Giờ hết cặp lính được rồi. Dạ đâu. Do cặp này cái thôi. Giờ mày chết là không mất số. Ê rồi, ngu người luôn, mày phải ngáo. Nãy giờ đi phe với sao không? Giờ đi cặp người chết. Rồi. Ồ, gần 800 phép bọn hai. Rồi giờ đi chung đi. Gần 800 phép. Để dòng nói, tưởng đi kẹp quá, kẹp tiếp mẹo. Rồi giờ mana 2500 luôn. Rồi đi kẹp người.
con này có không có mạng, không có mạng, tốc độ đánh này, tốc độ đánh nó 1 chấm luôn. Đi vô rừng núp giết anh ơi. Ông núp xem nó đang điếp lính rồi, sao mình núp đó được. Núp đâu? Nãy biết gì chứ. Bó đang đẩy lên người này. Ồ, xong nó thấy rồi, nó thấy rồi. Đừng có đẩy nữa. Núp đi, sợ nó cắm mắt quá. Núp đi, núp đi, núp đi. Này chơi này tôi. Quay lại, quay lại, quay lại. Thằng cha mày ngu. Trời ơi, trời ơi, giờ đi vô chơi luôn quá. Ok, chính mặt được đó mình hả? Ờ. Ở đây này, núp đi, núp đi. Trời ơi, thấm. Lên chị cây đi con. Ê. Trời ơi, nửa cây. Em không đi, em không đi. Ủa, em lấy được cái R. Vô nè, vô tăng quá nè. Vô giết. Anh ơi. Trời ơi, trâu. Mà cái khăn phép mà yếu quá. Trời trời. Mày yếu vậy. Thằng này giống luôn, muốn phải vô. Giết luôn. Còn giết đâu. Trời ơi, một quy kìa. Vô luôn. Mày điên rồi, Múc ba. Trời ơi, sao nay không chết. Yeah, GG. Rồi tạm biệt em, nếu anh em thích video này thì hãy nhớ bỏ lại một like, một share và một subscribe kênh mình nha. Like share video và subscribe cho đăng ký kênh mình nha. Bye anh em.